sự tham gia của các diễn viên Mục Đình Đình trong vai Bạch Mai Anh, Cũ Muội, Trần Hạo Dân trong vai Võ Thần Tài, Lưu Phong, Đàm Diệu Văn trong vai Kim Bất Quán, Trần Tử Hàm trong vai Bác Công Chúa, Nghe Tề Dân trong vai Bạch Đại Vương, Quy Á Lôi trong vai Lưu Phu Nhân, Tiền Tuyền trong vai Tứ Công Chúa, Cung Viện trong vai Thanh Nữ, Trần Tú Lệ trong vai Nhị Công Chúa, Chu Minh Tăng trong vai Mộc Phu Thần, Lục Dục Lâm trong vai Mạc Kỳ, Từ Thân Đông trong vai Thất Công Chúa, Trần Uy Hàn trong vai Thú Nhi Thần, Phương Sổ Chân trong vai Tri Họa, Luna Bình trong vai Ngọc Thư, Đặng Tiệp trong vai Giang Cầm, Tống Đạt Dân trong vai Hồng Ngọc Khanh và một số diễn viên khác. Đạo diễn Phương Hoàng Nhân. Tập 58. Bạch Tuyết, con đúng là càng ngày càng hư đốn rồi đó. Còn dám đem chuyện năm đó của ta ra mà nói sao? Hả? Con bé này đúng là không biết phép tắc gì mà. Ta nuông chiều con hư đốn rồi sao? Ta đã phải chịu biết bao nhiêu cực khổ. Còn quá hư hỏng rồi. Đừng mà bá mẫu. Con chỉ là quán trách chút con thôi. Còn quán trách gì chứ? Ơi bá mẫu, được rồi xin đừng đánh nữa. Quân Nhi, không phải là con muốn tặng quà cho nó sao? Dạ. Mau lên. Bà Tuyết à, chiếc vòng này bạch ngọc màu ngọc chân mịn, y như là tuyết mùa đông vậy. Đa tạ. Còn cái này là bột nước son môi từ Giang Nam mua về cho muội, hương bách hợp đó. Ta cũng rất thích cái này. Đa tạ. Trương Hiểu Quân. Hả? Tại sao Quân lại tốt với ta như vậy hả? Ta đối tốt với muội cũng cần lý do sao? Sao lại không cần lý do? Đối xử tốt như vậy, ngoài đường đầy nữ nhân đó, tại sao Quân lại không đối xử tốt với người ta đi? Thôi được, ta đối xử tốt với muội cần có lý do. Thì đúng là có hai lý do. Thứ nhất là ta thích muội, cuộc đời này chỉ yêu một mình muội thôi. Thứ hai, chúng ta đã định hôn ước, không bao lâu nữa chúng ta sẽ thành thân đó. Ta không tốt với muội thì tốt với ai đây? Ha. Huynh tưởng huynh nói như vậy thì ta sẽ bị huynh làm cho cảm động hả? Đừng có mơ. Lời của nam nhân không có câu nào là thật hết. Nhớ năm đó, lúc phụ mẫu của ta còn ở bên nhau cũng ân ái biết bao. Chỉ vì không sinh được nam tử mà phụ thân của ta lập tức đuổi mẫu thân của ta ra khỏi nhà đó. Ơi, không thể nói như vậy được mà Tuyết à. Được rồi, ta hỏi huynh nha. Ta thích ăn cái gì? Ta hỏi huynh đó. Ta không thích ăn cái gì? Ơi. Huynh không biết đúng hay không? Ngọc Mai, muội thích ăn cái gì nhất? Đậu hũ của nhà ta đó. Sau này đậu hũ nhà Ngọc Mai ta lấy hết. Đa tạ. Quynh rốt cuộc thích ăn cái gì? Ta thích tất cả mọi thứ của muội. Quynh đó, không mở miệng ra thì thôi, mở miệng ra thì toàn là lời giả dối. Nam nhân như Quynh sao có thể tin tưởng được? Quynh ở bên ngoài cũng đã nói với biết bao nhiêu cô nương những lời như vậy rồi đúng không? Sao nhất định phải là ta chứ? Hiểu Quân, đừng nói nữa, đừng chấp nhận với nó làm gì. Bạch Tuyết, con đừng nghĩ là ta không biết con đang nghĩ gì. Ta nói cho con biết, con không muốn gả cũng phải gả, không nhiều lời nữa. Hả? Mẫu thân. Mẫu thân cái gì chứ? Hôn sự này đã định rồi, cứ như vậy đi. Con. Được, muốn ta gả cho ngươi, để xem lát nữa ta xử trí ngươi sao đi. Được, được, được. Mẫu thân ta muốn ta gả cho huynh đúng hay không? Nhưng mà hiện giờ ta có chuyện muốn nói với Ngọc Mai một chút. Ta sẽ về ngay. Được, được, được. Hả? Bỏ ra đi. Bỏ ra. Bỏ ra đi mà. Đi.
Cáo từ nha. Bà Tuyết, ta đợi muội đó. Đến đây, nhanh lên. Làm gì vậy chứ? Hả? Muội nói ta giả ma hù dọa Trương công tử hả? Ờ, nếu không thì hắn cứ bám lấy muội như vậy đâu phải là cách hay đâu. Tỷ phải giúp cho muội hù cho hắn bỏ chạy mới được. Gì chứ, ta thấy Trương công tử đối với muội rất là tốt mà. Muội mặc kệ, dẫu sao thì muội cũng không muốn gả cho hắn đâu. À đúng rồi, tỷ phải nhớ một lát nữa muội sẽ giả vờ cùng hắn đi dạo. Tỷ phải chạy về chuẩn bị mọi thứ nha. Đến khi trời tối, đến miếu qua ông qua bà, nấp vào trong đó. Chờ tới lúc sang canh hai thì muội sẽ đưa hắn đến đó. Tỷ nhân cơ hội chạy ra hù dọa một trận cho hắn chết ngất luôn. Không phải chứ, ta thấy không được. Có gì không được? Chẳng lẽ tỷ thích hắn hay sao? Nói linh tinh gì vậy? Ta là sợ ta quá xinh đẹp đó, nên lúc đó không biết phải làm sao thôi. Vậy không phải là vừa hay rồi? Biết đâu hắn sẽ đi tìm tỷ giải bày tâm sự thân mật thấm thiết nữa. Vui rồi. Đừng đùa nữa mà. Thôi đừng có đùa nữa. Được rồi, chúng ta cứ làm vậy đi. Hả? Nhớ cho kỹ nha, đến lúc đó chúng ta gặp lại. Thất Phách, Thất Phách ơi, Thất Phách. Trời ơi, chết thiệt rồi, chết thiệt rồi. Thất Phách vẫn không có ở đây. Ta thấy chắc chắn là cô ấy đã tìm được chỗ vui chơi, vui quên lối về luôn rồi. Trời ơi, Thất Phách, Thất Phách, Thất Phách. Trời ơi, chết chắc rồi, chết chắc rồi. Lần này không những phải tìm được qua trưởng mà còn phải đi tìm Thất Phách trở về nữa. Sao số của ta lại khổ thế như vậy nè. Trời ơi, thiệt là tình à. Vừa đói vừa rét, lại không thu được cái gì hết. Ai mà anh Tuấn có người đến giếng rồi. Trốn à, cái gì cũng không, làm sao mà sống qua ngày được đây. A-di-đà-phật, vô lượng thiên tôn, hữu cầu tất ứng. Nghe nói xem, mấy người trong thôn này có tính cách làm sao vậy không biết nữa. Có phải là họ nghèo thiệt không? Ngày xe tan cấp nửa ngày trời, chỉ được có một chút bạc lẻ, làm sao mà sống được. Trời ơi, đại tiên, ta cầu xin ngài làm một chút việc tốt, ban cho ta một chút tài vận để ta đổi đời đi. Đại tiên à, đại tiên, ta cầu xin ngài, ta cầu xin ngài mà đại tiên, ngài chỉ thị cho ta đi. Sư, thiệt đúng là không được gì. Sáng sớm ngày mai phải rời khỏi cái thôn nghèo kiết xác này, nếu không con nước đói chết quá. Cứ ngủ trước cái đã, ngủ một giấc trước đã. Còn chưa tới nữa sao? Nhân lúc hắn chưa tới, ta đi trốn trước đã, chờ thời cơ bất ngờ dọa cho hắn một trận. Ai vậy? Má! Má! Ở đâu vậy? Má! Bạch Tuyết à, chúng ta đi đâu vậy? Ở đây ngoại ô quan vắng lắm đó, dân cư lại thưa thớt nữa, lỡ như gặp phải nguy hiểm thì... Ta còn không sợ, chẳng lẽ Quynh sợ hả? Chẳng lẽ ta đem Quynh đi bán hay sao mà sợ? Không có, ta chỉ sợ một mình không bảo vệ được muội thôi. Đúng là cái tên ngốc, đừng đụng hết sức. Thôi được rồi, đến rồi đó. Nếu không muốn ta gặp nguy hiểm thì đi mau lên đi.
Hả? Đây là đâu vậy chứ? Ngọc Mai này trốn ở đâu vậy không biết nữa, chẳng thấy bóng dáng đâu hết. Bà Tuyết à? Hả? Mụi đang tìm gì vậy? Không có. Vậy mụi đưa ta đến làm gì? Thì bởi vì ta nghe nói thần miếu hương quả này rất là thịnh vượng, vậy nên đưa huynh tới đây để thắp hương đó. Vậy tại sao phải tối mới đến được chứ? Là vì ban ngày ở đây rất là đông người, qua ông qua bà bận lắm, sẽ không để ý được chúng ta đâu. Ban đêm thì ít người hơn, họ mới rảnh để nghe lời khẩn cầu của huynh chứ, có đúng không? Nè, đây là bí mật của một mình ta thôi đó, huynh không được tiết lộ cho ai biết đâu. Thì ra bà Tuyết làm như vậy tất cả là vì ta sao? Mụi ấy biết ta hay đi làm ăn xa, nên mới cố ý đưa ta đến đây để thắp hương, cầu phúc cho ta bình an. Bình thường thì mụi ấy đối với ta lạnh lùng như vậy, thì ra tất cả là giả sao? Trên thực tế, mụi ấy vẫn rất quan tâm đến ta. Ta giúp huynh thắp hương nha. Nè. Ngọc Mai này chạy đi đâu rồi không biết, sao còn chưa xuất hiện nữa? Đa tạ mụi bà Tuyết đặc biệt đã đưa ta tới đây. Đừng khách khí mà. Mụi tốt với ta như vậy, ta phải báo đáp ân tình đây. Cây sáo này là vật may mắn, ta đem theo bên mình từ nhỏ. Đối với ta mà nói, nó rất quan trọng. Vậy huynh cất đi. Ta đang nghĩ, mụi sắp trở thành thê tử của ta rồi, cũng sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của ta. Ta thấy hay là như vậy đi. Nè, huynh làm gì vậy hả? Ta chia nửa vận may của ta cho mụi. Ta... Cây sáo này là tính vật định tình của chúng ta. Mụi cứ giữ một nửa, ta giữ một nửa. Trên thế gian này, nửa cây sáo trong tay hai chúng ta mới có thể hợp nhất thành một được. Tại sao huynh lại nhẫn tâm bẻ nó ra làm hai như vậy? Ta còn nghĩ như vậy. Sau này chúng ta già đi, cho dù có thay đổi, chúng ta cũng sẽ như cây sáo này, hai hợp lại thành một, mãi mãi không chia lìa. Huynh ăn nói cái gì vậy chứ? Cái gì mà hợp nhất rồi còn mãi mãi không chia lìa nữa? Bà Tuyết à, ta biết mà, thiếu nữ có sự dè dặt của thiếu nữ. Nhưng hôm nay mụi đã đưa ta đến đây rồi, ta cũng đã hiểu được thành ý của mụi đối với ta. Ta không biết nói những lời ngon tiếng ngọt, nhưng ta sẽ dùng hành động của mình để chứng minh lời thề của ta đối với mụi. Ta rốt cuộc có cái gì tốt đâu. Ta Trương huynh à, huynh chẳng lẽ huynh không nhận ra ta đưa huynh ra ngoài để ứng phó với mẫu thân ta hay sao? Mẫu thân của muội cũng là mẫu thân của ta mà, ta sẽ hiếu thuận mà. Huynh còn muốn hiếu thuận với đúng mẫu rồi, thân ta nữa? Hai mẫu thân muội sống nương tựa vào nhau, ta biết trong lòng muội bá mẫu rất quan trọng. Khi muội gả vào Trương gia, thành thê tử của ta là người của Trương gia ta, nhưng mà ta cũng có thể đón nhạc mẫu đến sống chung, chuyện này không có gì đáng ngại hết. Được rồi, huynh càng nói ta càng không hiểu gì hết, không vui chút nào. Ta đi đây. Ơi, bà Tuyết à, cây sáo của mụi còn chưa cầm đó. Bà Tuyết à, bà Tuyết. Không ngờ cái tên Hiểu Quân này lại có thể si tình tới như vậy. Ừ.
Má, má kìa. Ấy à, ê, nè, không phải là ngươi tỉnh dậy rồi sao? Sao ngất nữa rồi nè, mau dậy đi chứ. Cái tên này có phải là đang cố tình giả vờ ngất để ngã vào ta hay không đây? Lúc nãy còn có thể nói là bị dáng vẻ của ta dọa ngất, lần này nhất định là nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của ta rồi. Hết cách rồi, thật là khổ cho ta mà. Xinh đẹp quá mà. Trời ơi, không phải ta tàn hình rồi sao? Sao hắn có thể thấy được? Phải trốn thôi. Nè, ngươi tỉnh dậy đi chứ. Ngươi tỉnh dậy đi mà. Nè. Trời ơi, mẫu thân đâu đó? Nè, nè, đứng lại đó. Con ma gì kỳ cục vậy, lại còn kêu mình đứng lại nữa chứ. Có điên không? Ngươi cái gì hả? Ngươi lợi dụng ta mà còn muốn quay người bỏ chạy à? Sao ngươi lại nằm đây khóc chứ? Cô nương à, người ma khác biệt, cô gây họa nhân gian, cô sẽ gặp báo ứng đó. Ai gặp báo ứng hả? Mở to mắt ra mà nhìn đi. Mà nè. Hả? Cô không phải là phí ma. Rồi, đương nhiên là không phải rồi. Sao hả? Chưa từng thấy người đẹp như ta sao? Trời ơi, cô dọa chết người đó. Thì ra cô không phải là ma mà là người hả? Đương nhiên ta là người rồi. Ta nói cho ngươi biết, Nhất Hoàng Hoa đại khuê nữ hôm nay bị ngươi lợi dụng mất rồi. Nửa cuộc đời còn lại của ta, ngươi phải có trách nhiệm. Nè, cô nương à, cô nương à, oan uổng quá. Lúc nãy ta cũng ngất đi mà, ta đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu. Ta nói cho ngươi biết, nếu ta đồng ý để cho ngươi chịu trách nhiệm thì đã chứng minh ta tha thứ rồi. Hả? Biết chưa? Ta là Lưu Ngọc Mai, ngươi tên gì? Ta là Triệu Đức Trú. Triệu Đức Trú, cái tên của ngươi thật là ý nghĩa đó. Lưu cô nương à. Lưu cô nương cái gì? Gọi ta là Ngọc Mai, đừng khách khí. Ngọc Mai à? Ta cảm thấy chuyện này nên giải thích một chút, tất cả đều là trùng hợp thôi, chỉ là hơi bất ngờ một chút. Bất ngờ gì? Nói gì mà tất cả đều là trùng hợp, là duyên phận đó, hiểu chưa? Đúng, duyên phận. Nếu cô đã nói rõ ràng rồi thì ta có việc, ta phải đi trước đây. Cáo từ nha. Đi hả? Nè. Triệu Đức Trú đã biết tâm tư của mình nên mới ái ngại như vậy mà. Cũng dễ thương quá đi. Hôm nay đúng là xui tận mạng. Đến giờ này rồi mà một chút đồ ăn cũng không có nữa. Đói quá rồi, đói chết luôn rồi. Không được rồi. Không đúng nè. Sao ta lại nghĩ như vậy chứ? Ông bà từng nói rồi, người là sắt, cơm là đồng. Ta đường đường là một đấng nam nhi mà, ngay cả một chút đồ ăn cũng không tìm được sao? Vậy chắc chắn sẽ bị người ta chửi là ngu. Ê, ở đây có nhà dân, chắc chắn là có thức ăn. Nhưng nếu không cho mình ăn thì sao đi? Ý, có cách rồi. Đừng động đậy. Dạ, không động đậy. Đại hiệp, cậu muốn làm gì? Thức ăn đâu? Không được quay mặt quá. Ta không quay đâu. Ta tìm được thức ăn sẽ đi ngay. Quay qua kia. Không được động đậy. Dạ. Nhà ta không có gì đáng giá hết. Không được quay đầu. Không được động đậy.
nhà bếp ở đâu? Người đó, không, nhà bếp không, ở đâu? Không được đây. Ừ? Ủa? À. Cái này là cái gì vậy? Một cây đỏ, một cây trắng. Cái đó là hai cây hôm nay ta nhặt được ở trong ruộng. Ngươi còn nói hả? Ngươi không được quay lại. Ta không có. Thật đó, hôm nay ta mới nhặt được thôi à. Lúc nãy Huynh nói rồi, một cây đỏ, một cây trắng là biết nó rồi còn gì nữa. Ngươi nói đi, ngươi nhặt được cái này ở đâu hả? Hai thứ đồ cũ này không ăn được, vậy thì nhặt về làm cái gì? Tiểu tử thối, ta nói ngươi đúng là không sai chút nào hết à. Căn nhà rách rưới này của ngươi đúng là không có một chút gì đáng tiền hết. Đúng vậy. Cái tên nghèo hèn như ngươi, nhà tiểu nhân thật sự không có gì hết mà. Được rồi, bây giờ bổn đại hiệp sẽ không làm phiền ngươi nữa. Dạ. Ngươi cứ đứng yên dạ, ở đó dạ, nha. Dạ. Không được động đậy đó. Bụi nói nè Ngọc Mai, tỷ đi đâu vậy? Hại bụi lo muốn chết. Đâu có đi đâu, ta ở miếu qua ông qua bà đó. Hả? Sao tỷ không xuất hiện? Chúng ta không phải đã nói là tỷ giả ma để dọa cái tên Trương Hiểu Quân sợ hay sao nói hả? Nữa, nếu không phải tại muội hay ở chỗ đó, làm ta gặp phải... Gặp phải cái gì? Thì... Gặp ma đúng không? Cái gì mà gặp ma hả? Là ta đã gặp phải... Gặp phải Huynh ấy rồi. Huynh ấy là ai vậy? Huynh ấy là người ái mộ ta, là người đã giúp chúng ta lấy lại túi bạc đó. À, có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Đúng vậy, cái đó gọi là định mệnh. Ê, mụ biết không, người đó Huynh ấy tên là Triệu Đức Trú. Lúc sáng Huynh ấy nhìn thấy chúng ta, chỉ vừa mới nhìn thôi đã thích ta rồi. Nhưng lúc đêm tối, trăng thanh gió mát, Quỳnh ấy đã bày tỏ tình ý với ta, cho nên là ta cũng rất thích Quỳnh ấy. À, thì ra tỷ vì chuyện này mà làm chậm trễ đúng hay không? Hay quá, hai bữa ở đây lo lắng cho tỷ, nóng ruột suốt cả đêm luôn. Không ngờ Lưu Ngọc Mai tỷ trọng sắc khinh hữu, mà không nhờ giả được gì hết. Biết chị không nhờ tỷ. Nè, cái gì mà trọng sắc khinh hữu chứ? Đừng có nói khó nghe như vậy mà. Ta hỏi muội, gặp chuyện như vậy ai mà nhịn nổi, có đúng không? Đừng giận mà ho. Hả? Cái này là cái gì vậy? Cũng khá đặc biệt đó. Cái này là của Trương Hiểu Quân tặng muội. Ồ, lại là Trương công tử tặng sao? Ta thấy Trương công tử đó đối xử với muội không tệ chút nào, nhưng tại sao lại tặng cái sáo này chứ? Muội nói xem, tặng dòng vàng, ngọc phỉ thúy, vừa có thể làm trang sức, vừa có giá trị. Tặng cây sáo này lại còn bị bẻ mất một nửa nữa chứ. Hắn thích thì hắn tặng thôi. Ồ, cây sáo này có thổi được không? Cho ta thổi một chút. Trời ơi, để đừng có đùa nữa mà. Dù sao đồ này cũng là của người ta, hôm sau để muội đưa trả cho hắn. Hay, Bạch Tuyết à, Trương công tử người ta thật sự đối tốt với muội hết lòng. Muội thử nghĩ mà xem, Trương công tử là người tốt, gia cảnh cũng tốt, còn tướng mạo thì không chê vào đâu được. Ta thật không hiểu tại sao muội cứ đẩy người ta ra xa ngàn dặm. Muội không thích mà. Nếu không phải mẫu thân của muội ép, muội còn lâu mới thèm quan tâm. Thật không hiểu nổi, rõ ràng người thành thân là muội mà, vậy mà mẫu thân còn gấp gáp hơn cả muội nữa.
cứ như là muốn đẩy muội ra khỏi nhà sớm. Bám mẫu là chỉ nghĩ cho muội thôi. Muội xem lại mình đi kìa, ngày nào cũng ăn mặc như thế này, y như là nam nhân vậy. Bộ muội muốn rước nương tử về nhà à? Muội nói đi, muội ngày nào cũng không muốn cái này, không muốn cái kia, cái gì cũng chê hết. Nè nè nè, Ngọc Mai, sao mà cứ nói giúp cho mẫu thân của muội hoài vậy? Cả cái tên Trương Hiểu Quân đó nữa, chúng ta mới là hảo tỉ muội của nhau mà. Đúng rồi, chúng ta là hảo tỉ muội, cho nên ta mới thẳng thắn có sao nói vậy. Bạch Tuyết à, muội xem đó, muội nhìn lại muội đi, muội đâu có đẹp bằng ta đâu, đúng không? Vậy vậy thì bá mẫu lo lắng là có lý rồi. Hơn nữa Trương công tử người ta tốt như vậy, đối xử với muội cũng thật lòng, cho nên muội phải nghe theo lời bá mẫu. Nói xong chưa? Không cần nghe tỷ nói nữa. Nè nè à, nè Bạch Tuyết. Xa vậy mà còn chưa tìm được thức ăn nữa, thiệt đúng là. Hai cây gậy vô dụng này nếu mà ăn được thì tốt rồi, bây giờ chỉ có bấm bụng mà đi tiếp thôi. Ấy, không phải nữ nhân hồi sáng sao? Mặc y phục nữ nhân quá như là dung mạo đẹp như tiên, ta sẽ dở chút thủ đoạn chọc ghẹo mới được. Ai kêu bằng hữu của ấy giả ma hù ta, không chừng có thể kiếm được chút bạc từ cô ta. Đứng lại, mau đưa thức ăn ra đi, nhanh lên. Hả? Huynh không phải là người Ngọc Mai tỷ thích hay sao vậy? Cái gì mà thích chứ không thích chứ, ăn nói sằng bậy. Ta nghe ra giọng của huynh mà. Huynh chính là vị huynh đài khi sáng giúp cho ta giành lại ngân lượng đúng không? Tên là Triệu Đức Trú. Huynh làm cái gì mà che mặt lại vậy hả? Thiệt đúng là tệ hại mà vậy cũng nhận ra được. Chân của ta. Xem ta dạy dỗ ngươi sao đây. Nè. Sao nằm im vậy? Không lẽ là hắn có chuyện gì hay sao? Tiểu thư lại lén chạy ra ngoài nữa rồi phải không? Phu nhân à, tiểu thư là đi cùng Trương thiếu gia, không phải phu nhân cũng biết hay sao? Để nó về đây xem ta xử lý. Có cần gì không? Nổi nóng gì chứ, về muộn thôi mà. Mẫu thân lúc nào cũng vậy hết, lần nào cũng nghĩ mình theo hướng xấu hết à. Một lòng muốn đem mình gả đi, ngoài việc gả đi thì chỉ lo giáo huấn mình. Thực ra mình có phải là do mẫu thân sinh ra hay không vậy? Tức chết mà. Tức chết đi được. Ôi trời, đây là tiếng trượng gõ xuống đất mà. Ôi chết rồi, phải làm sao bây giờ đây?
Hả? Tay của mình, tay của mình sao lại lớn như vậy chứ? Mình, hả? Giọng nói nữa. Hả? 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 Tại sao mình lại biến thành nam nhân rồi? Khuôn mặt này không phải là Triệu Đức Trú sao? Sao lại biến thành bộ dạng của hắn ta chứ? Thật ra đã xảy ra chuyện gì đây? Biết đau, tức là không phải nằm mơ. Đây là sự thật. Tối qua cô nương đó ra tay mạnh quá đi, làm bây giờ đau đầu muốn chết luôn. Gì vậy? Chẳng phải Triệu Đức Trú ta tuy không phải là hảo hán gì hết, nhưng mà tốt xấu cũng là nam nhân mà. Bây giờ thì sao đây? Sao lại biến thành bộ dạng này? Sau này làm sao mà hành tẩu giang hồ được đây? Trời ơi, tiêu rồi. Có chuyện gì vậy chứ? Lẽ nào ta nhớ ra rồi, hôm qua sau khi cô nương đó dùng cây trượng này đập ta ngất đi thì ta lại biến thành bộ dạng này. Chẳng lẽ cây trượng này thúng ta hay sao? Không được, vậy tốt nhất đừng đụng vào thì hơn. Đi. Hả? Không lẽ là vì cây trượng này nên mình mới biến thành bộ dạng của Triệu Đức Trú? Vậy còn Triệu Đức Trú cũng biến thành bộ dạng của mình sao? Vậy không phải là loạn rồi sao? Bộ y phục này xấu quá đi. Mặc kệ vậy. Không lẽ đây là lời nguyền sao? Thật không ngờ mình lại gặp chuyện cổ quái như vậy. Cho dù có nói ra, e là cả thiên hạ này cũng không ai tin. Bây giờ chỉ còn cách đi tìm Ngọc Mai để thương lượng trước, xem làm sao đi. Đậu hũ thơm ngon đây. Xin mời ghé qua xem, xin mời. Bánh trôi đậu hũ thơm ngon đây. Khách quan bánh mà giờ đâu nước. Mới về đây. Ai ăn bánh trôi nước không? Dạ có liền, khách quan chờ chút nha. Ngọc Mai. Mua đi. Quỳnh đến rồi.
xin mời ghé qua coi đi. Đến thăm ta hay là nhớ ta vậy? Ta biết mỹ nữ giống như ta một ngày không gặp dài như ba thu. Làm gì vậy? Cái gì mà làm gì vậy? Ta đợi huynh chịu trách nhiệm với ta đó. Chịu trách nhiệm cái gì? Trời ơi Ngọc Mai, đừng có đùa nữa. Cái gì mà đùa hay không? Ta nói huynh biết, tối qua là huynh tới tìm ta, chứ đâu phải là ta tìm huynh đâu. Nếu như huynh không chịu trách nhiệm với ta, ta chém huynh đó. Ngọc Mai tỷ, bình tĩnh một chút nghe ta nói đi. Nói cái gì chứ? Có chịu trách nhiệm không? Huynh có chịu không? Huynh nói đi. Sợ chết đi được. Ngọc Mai tỷ dữ dằn quá, chỉ muốn chém mình thôi. Nhưng mà cho dù mình trốn đi được một lúc chứ đâu có trốn được cả đời. Bây giờ người duy nhất có thể giúp mình chỉ có Ngọc Mai tỷ thôi. Được, đợi tỷ ấy dọn hàng, mình sẽ đi tìm tỷ ấy, kể chuyện này nói rõ với tỷ ấy. Trà này thơm quá. Quán trà này đúng là tốt thật đó. Trà vừa thơm, đậu lại vừa ngon, hạt dưa cũng ngon nữa. Nè, sao ngươi làm như vậy hả? Đau muốn chết à? Đại tiểu thư, ăn đậu phộng ăn hạt dưa sống vui vẻ thiệt hả? Ngươi đừng có nắm lỗ tai của ta chứ. Thần thỏ à, ngươi xem bây giờ ta ăn mà có đẹp không hả? Có giống cô nương nông thôn hay không vậy? Trông cũng giống lắm đó. Ta nói ngươi biết, ta đến nơi này rồi phát hiện ra hạt dưa, đậu phộng của quán trà này đặc biệt là ngon, trà cũng đặc biệt thơm nữa. Ta cho ngươi ăn đậu phộng nha. Ta không có ăn đâu, đừng có hỏng hối lộ. Ăn một miếng đi. Ta không có ăn mà. Đậu phộng thơm như vậy. Con người của cô đúng là nghịch ngợm thiệt mà. Đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi, bây giờ còn có thể ngồi đây ăn chơi gây như ra vậy chuyện nữa thiệt tình. Ta nói thần thỏ ngươi, nó đã gây ra chuyện lớn, ngươi còn đây ăn đậu phộng được sao? Được rồi, đừng có nói nữa mà. Mau đi làm gì đàng hoàng đi. Đi, đừng đi, rồi, đi mau lên, mau lên. Mau lên, không kịp nữa rồi. Mau lên đi, trời ơi. Đức chú, sao huynh lại tới đây? Không yên tâm về ta nên tới thăm ta hả? Ngọc Mai, không phải như vậy đâu. Cái gì không phải như vậy đâu là sao? Nào, đi thôi. Tỷ định làm gì? Câu hỏi này ta hỏi huynh mới đúng. Huynh muốn làm cái gì đây? Huynh đứng trước cửa nhà đợi ta, không phải vì chuyện... Thôi được rồi Ngọc Mai, tỷ đừng có nhầm lẫn nữa có được không? Muội không phải là Triệu Đức Trú, muội chính là Tôn Bạch Tuyết, hảo tỷ muội của tỷ đây. Ai? Tôn Bạch Tuyết. Huynh tưởng ta mù sao? Nhìn huynh xem, khuôn mặt dễ thương gì đâu, bờ vai của huynh nữa. Được rồi, đừng có chọc nữa. Nhìn là biết Triệu Đức Trú rồi. Ngọc Mai tỷ, nghe muội nói nè, vẻ bề ngoài của muội là Triệu Đức Trú, còn bên trong con người muội là Tôn Bạch Tuyết, không gạt tỷ đâu. Huynh là Tôn Bạch Tuyết à? Được thôi, chứng minh đi. Chứng minh phải không? Phải rồi, trên đùi tỷ có một vết sẹo đó. Huynh đó nha, chưa thành thân đã nhìn trộm người ta rồi. Ê, tỷ khoan tức giận, từ từ nghe muội nói. Còn nhớ năm chúng ta 7 tuổi không? Do tham ăn nên đã trộm trái cây của Dương Bá Bá. Kết quả bị Dương Bá Bá phát hiện, ông ấy đuổi theo chúng ta. Tỷ không cẩn thận trượt ngã nên bị cành cây đâm vào đùi. Vết sẹo của tỷ là do lúc đó để lại tới bây giờ đó. Đúng rồi, chuyện này đúng mỗi mình Bạch Tuyết biết thôi. Sao huynh ấy lại biết được? Huynh thật sự là Bạch Tuyết sao? Ta thật sự là Bạch Tuyết đi. Sao lại biến thành bộ dạng này chứ? Chuyện nói ra dài dòng lắm. Ngọc Mai tỷ, bây giờ chỉ có tỷ giúp được muội thôi. Hay là tỷ cùng với muội đi tìm Triệu Đức Trú đi. Trên đường đi, muội từ từ nói tỷ nghe, có được không? Hữu cầu tất ứng. Nè, ngươi nói gì chứ? Hồng Bạch Trượng có tác dụng rồi, là thật hay giả vậy?
Bây giờ cô đã biết mình gây ra quả hay chưa? Đã biết tính nghiêm trọng của chuyện này hay là chưa? Lúc nãy còn giả dạng thôn nữ ăn đậu phộng, ăn hạt dưa, thông dong ngồi hưởng thụ cuộc sống này. Ta nói cho cô biết, bây giờ chuyện quan trọng nhất á chính là mau chóng điều tra chân tướng của sự việc. Sau đó chúng ta mau chóng tìm hai cây trượng đó trở về giao nợ. Cô có hiểu hay chưa? Nè, ngươi dữ dằn như vậy hay sao chứ? Nói đi, chẳng phải ngươi cũng ăn đậu phộng hả? Đừng tưởng là ta không biết, lúc đi khỏi còn trộm một nắm to nữa. Điểm mấu chốt bây giờ là làm sao biết được phải bắt đầu từ đâu đó. Hay là từ kia hả? Bảo ta vậy, đi đâu mà tìm? Cô không biết thì đi điều tra đi. Còn không thì tìm người khác mà hỏi. Cô đứng ở đây hoài làm sao có thể giải quyết chứ? Được rồi. Người dữ dằn quá. Nói chuyện thì hét lên hét xuống. Mệt chết đi được à. Nè, có ngửi thấy gì không? Thật là thơm quá đi. Quá là thơm luôn. Trời, muốn chết hả? Sao càng ngày cô càng không ra thể thống gì hết trơn vậy? Ta nói cho cô biết, một cô nương như cô phải chú ý hình tượng chứ. Hành vi không được thô thiển, phải chú ý tới vệ sinh cá nhân cho mình và người khác đó. Cô có biết hay chưa vậy hả? Đồ sổ sàng. Làm cho mũi ta ngứa quá. Thì cũng do hương quả của qua ông qua bà sung túc. Mùi hương này quá thật tốt quá đi. Được rồi. Ta biết bây giờ cô rất là thích ngửi. Sau khi trở về ngửi tiếp đi ha. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là phải nhanh lên, phải tìm. Có người tới.感觉心在停顿，心在跳动。你的温柔是暖火，如果你愿意，甜蜜的话不会说。我一直爱你，我们要爱直到永久。因为爱，我懂你的真心，付出真心。就算天塌下来都不能分开，因为爱，我承诺告白，让你幸福愉快，不管风吹日晒，都为了。就算天塌下来都不能分开，因为爱，我承诺告白，让你幸福愉快，不管风吹日晒都。